Vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào tối muộn ngày hôm qua ngày 2 tháng 10 trên đường Âu Cơ Hà Nội. Vào thời điểm xảy ra sự việc, một chiếc ô tô con đang lưu thông trên đường Âu Cơ thì bắt đầu bị mất lái, bay từ trên đê xuống, rồi lao vào một cửa hàng. Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe ô tô đã bung túi khí và bị hư hỏng khá nặng. Phần cửa kính của cửa hàng cũng bị đâm dở tan, mảnh kính văng khắp nơi. May mắn thời điểm đó, cửa hàng không có khách ngồi ăn, nếu không thì không lường trước được hậu quả. Theo một vài thông tin chia sẻ thì chiếc xe ô tô này mới bám biển. Hiện trường vụ tai nạn. Hiện trường vụ tai nạn, xe ô tô lao từ đây xuống đâm thẳng vào nhà dân.